Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có một số nội dung chính sau đây. Hà Nam có hơn 600 người liên quan tới bệnh nhân COVID số 251. Hà Giang phòng dịch COVID-19 tại cơ sở cai nghiện ma túy. Lùi thời gian tổ chức các Carnival Hạ Long 2020. Xử lý nghiêm vụ tụ tập đua xe quanh Hồ Gươm. Mở đầu chương trình là những thông tin cập nhật tình hình COVID-19 tại Việt Nam. Theo VnExpress.net, đến 6 giờ ngày 11 tháng 4, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca nhiễm, 113 người đang điều trị, 144 người khỏi bệnh. Như vậy, 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận 2 ca nhiễm mới, tổng số ca nhiễm là 257 bệnh nhân đang điều trị tại 16 cơ sở khám chữa bệnh trong cả nước. Trong đó, 70 ca điều trị tại các bệnh viện tuyến trung ương, 39 ca tại tuyến tỉnh, 4 ca tuyến huyện. Thưa quý vị và các bạn, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cùng các hội đồng chuyên môn đã ban hành một loạt tài liệu hướng dẫn chăm sóc và điều trị cho người mắc bệnh COVID-19. Các tài liệu này đi sâu vào từng nhóm nguy cơ như người cao tuổi, người khuyết tật, yếu thế, người mắc các bệnh không lây nhiễm, dễ mắc COVID-19 để họ biết cách phòng ngừa và nâng cao thể trạng, góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe trong mùa dịch. Tài liệu hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 thường xuyên được cập nhật, mới nhất là phiên bản lần thứ 3, là cẩm nang để các cơ sở khám chữa bệnh, chẩn đoán và điều trị người bệnh COVID-19. Hướng dẫn này đã phát huy tác dụng. Việt Nam đã điều trị khỏi 128 trên 255 trường hợp mắc COVID-19, chiếm tỷ lệ 50%. Các chuyên gia trong các lĩnh vực tim mạch, hô hấp, nội tiết, đái tháo đường đã họp và thống nhất tài liệu chuyên môn về chẩn đoán, điều trị, quản lý bệnh không lây nhiễm trong bối cảnh dịch COVID-19. Ca nhiễm COVID-19 số 251 ở tỉnh Hà Nam được xác định là hết sức phức tạp, bởi cho đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguồn lây nhiễm F0. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Nam, liên quan đến ca bệnh này, bước đầu ngành y tế địa phương đã xác định có hơn 600 người là trường hợp tiếp xúc F1, F2. Tỉnh Hà Nam đang tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch và chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản cho các tình huống. Sau khi bệnh nhân số 251 tại khoa tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa Hà Nam được xác định dương tính về virus SARS-CoV-2, ngành y tế địa phương đã lập tức tiến hành rà soát cách ly những đối tượng tiếp xúc, rà soát và phân loại điều trị bệnh nhân. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Nam, bệnh nhân số 251 là trường hợp phức tạp. Không chỉ có nhiều bệnh nền mà người này đã tiếp xúc với nhiều đối tượng khác nhau, trong đó có những nhân viên y tế. Bước đầu, ngành y tế địa phương đã xác định có hơn 600 người là trường hợp tiếp xúc F1, F2 và thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định. Đối với các bộ phận khám ngoại trú thì chúng tôi vẫn tiến hành bình thường. Tuy nhiên đã thực hiện đầy đủ các quy trình là hướng dẫn của Bộ Y tế là những bệnh nhân ngoại trú được phân loại ra để mà cấp thuốc dài ngày cho bệnh nhân theo các cái hướng dẫn, đặc biệt là những các bệnh nhân mãn tính. Thế và đã thực hiện cái kiểm soát nhiễm khuẩn ngay từ cổng bệnh viện. Ngành y tế cũng như các cái cơ quan công an, quân đội thì đã tiến hành rà soát, cách ly những cái đối tượng tiếp xúc, tiến hành phân loại điều trị bệnh nhân và rà soát được tất cả. Đến thời điểm ngày hôm qua thì đã có 127 bệnh nhân được xác định là F1 và 480 bệnh nhân được xác định là F2. Tại xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, nơi sinh sống của bệnh nhân nhiễm COVID số 251, địa phương này đã tiến hành công tác tiêu độc khử trùng. Cùng với đó là tập trung công tác tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19 và thiết lập 4 chốt kiểm soát ra vào thôn 3. Những người ra vào thôn đều được đo thân nhiệt, yêu cầu thực hiện nghiêm việc sát khuẩn. Đối với người dân thì chúng tôi đã tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cũng như là thực hiện cái giãn cách xã hội của Thủ tướng Chính phủ theo cái chỉ thị số 16. Đối với xã thì cũng thành lập 4 cái điểm tại thôn 3 Ngô Khê, trong đó thì đối với diện tích và dân số là 351 hộ và 1.001 nhân khẩu. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Hà Nam đã thành lập 2 khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam thuộc phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý và tại Trung đoàn Bộ binh 151 xã Tân Thanh, huyện Thanh Liêm. Trong sáng 9 tháng 4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh đã trực tiếp xuống các địa bàn kiểm tra và chỉ đạo công tác chuẩn bị cơ sở vật chất để sẵn sàng đón tiếp người vào cách ly theo quy định. Dự kiến sau ngày 15, Bộ Y tế sẽ sẵn sàng tiếp nhận từ 500 đến 600 công dân trên các nước có dịch về địa bàn của tỉnh, cách ly tại các địa điểm trên địa bàn của tỉnh, cũng như thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, sẵn sàng tiếp nhận những công dân liên quan đến bệnh nhân số 251.
Cùng với bệnh nhân số 251, đến nay trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã phát hiện tổng số 4 trường hợp dương tính với COVID-19. Bên cạnh đó, địa phương này cũng đã gửi 99 mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2. Đến nay, tất cả các trường hợp này đều âm tính. Hiện tỉnh Hà Nam đang tập trung đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, tiếp tục rà soát hướng dẫn cách ly, theo dõi sức khỏe những người đã từng đến bệnh viện Bạch Mai, tuyên truyền vận động người dân hướng dẫn thực hiện nghiêm việc khai báo sức khỏe toàn dân. Ngày 9 tháng 4, hơn 200 nhân viên từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội và một số quận huyện đã xuống tận thôn Hạ Lôi để lấy mẫu bệnh phẩm cho hơn 1.800 người dân nhằm hạn chế đi lại và tập trung đông người. Việc lấy mẫu kéo dài đến 23 giờ 30 phút. Đại diện CDC Hà Nội cho biết, mỗi ngày lấy tối đa được 2.500 mẫu và dự kiến khoảng 4 ngày mới hoàn thành lấy mẫu toàn bộ cư dân thôn Hạ Lôi và thêm 1 ngày để có kết quả. Hiện huyện Mê Linh cũng đã đề nghị thành phố xét nghiệm toàn bộ thôn Hạ Lôi với gần 11.000 người. Mới đây, thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, địa phương này đã quyết định lùi thời gian tổ chức các Carnival Hạ Long 2020 đến dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tuy nhiên, Quảng Ninh khẳng định sự kiện du lịch đường phố này sẽ chỉ được tổ chức khi dịch bệnh được kiểm soát tốt. Các Carnival đã qua 12 lần tổ chức. Đây là sự kiện du lịch được tỉnh Quảng Ninh chào đón mùa du lịch hè và luôn diễn ra vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, thu hút hàng nghìn người dân, du khách tham dự. Liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, hiện Quảng Ninh có 2 ca bệnh được cách ly điều trị tại bệnh viện số 2. Toàn tỉnh hiện có 78 người đang được cách ly tại các cơ sở y tế. 1.081 người được cách ly tại các khu cách ly tập trung ngoài cơ sở y tế. Việc lùi thời gian tổ chức các Carnival Hạ Long 2020 là để tránh tập trung đông người, gây lây lan dịch bệnh. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chống dịch như chống giặc. Thời gian qua, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ sở chăm sóc và phục hồi chức năng người tâm thần, cai nghiện ma túy tỉnh Hà Giang đã tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cơ sở chăm sóc và phục hồi chức năng người tâm thần, cai nghiện ma túy tỉnh hiện đang chăm sóc, quản lý, điều trị cho 38 bệnh nhân tâm thần và 40 người nghiện ma túy. Đây đều là những đối tượng mang tính chất đặc thù như nhiễm HIV/AIDS, rối loạn tâm thần, sức khỏe suy giảm nên cần được sống trong môi trường an toàn. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, cơ sở đã chú trọng hơn trong khâu thăm khám, kiểm tra thân nhiệt, sức khỏe của các đối tượng, đồng thời đảm bảo vệ sinh khu ăn ở của các đối tượng sạch sẽ, thoáng mát, cân đối nguồn dinh dưỡng trong các bữa ăn hàng ngày. Chúng tôi đảm bảo đầy đủ thực phẩm cho các đối tượng là thịt gà, trứng, cá, sữa và hoa quả thì đầy đủ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho các đối tượng. Trước cái tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp của COVID ấy, thì chúng tôi đã tăng cường cái việc kiểm tra, theo dõi thân nhiệt của đối tượng hàng ngày, rồi là cũng như là một số cái biện pháp hướng dẫn cho đối tượng tự vệ sinh cá nhân, rồi là hướng dẫn rửa tay theo quy định của Bộ Y tế. Để chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19, cơ sở đã chủ động xây dựng các kế hoạch ứng phó với diễn biến dịch, chuẩn bị cơ số thuốc, khẩu trang và các vật dụng cần thiết trong công tác phòng chống dịch, định kỳ phun thuốc khử trùng trong khuôn viên, nhà ở. Để nâng cao cái hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh ở tại cơ sở, thì đối với cán bộ viên chức chúng tôi đã triển khai cho quán triệt anh em là không được đi ra phạm vi ngoài cơ sở trong cái thời gian thực hiện nhiệm vụ trực để quản lý chăm sóc các đối tượng, tạm dừng việc tổ chức cho các đối tượng thăm gặp thân nhân gia đình để phòng chống cái nguồn lây nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài vào cơ sở. Với sự chủ động vào cuộc một cách quyết liệt của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ sở chăm sóc và phục hồi chức năng người tâm thần, cai nghiện ma túy tỉnh sẽ góp phần cùng chung tay cùng xã hội ngăn chặn không để dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp khó lường, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đặc biệt là các tỉnh, thành phố đang có dịch, chỉ đạo kiểm tra, thanh tra công tác phân loại, thu gom, vận chuyển xử lý chất thải, đặc biệt là chất thải rắn sinh hoạt, chất thải y tế, lây nhiễm. Bộ Tài nguyên Môi trường đề nghị ưu tiên xử lý tại chỗ chất thải y tế lây nhiễm phát sinh tại các cơ sở y tế, cụm cơ sở y tế tại địa phương có công trình, thiết bị xử lý chất thải y tế. Trong trường hợp cần thiết, có thể xử lý tại cơ sở xử lý chất thải nguy hại, có chức năng xử lý chất thải y tế lây nhiễm, đảm bảo khoảng cách thu gom ngắn nhất từ nơi phát sinh tới cơ sở xử lý.
Bộ cũng đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thu gom, lưu giữ, chuyển giao chất thải y tế, đặc biệt là đối với khẩu trang y tế, các phương tiện phòng hộ cá nhân đã qua sử dụng và các loại khẩu trang đã qua sử dụng thải bỏ. Mới đây, nhóm nghiên cứu của Học viện Kỹ thuật Quân sự Bộ Quốc phòng đã đưa vào sử dụng hệ thống robot hỗ trợ y tế nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cho các y bác sĩ và các lực lượng đang phục vụ tại khu vực cách ly chống dịch COVID-19. Những robot này có thể hoạt động theo nhóm, hỗ trợ nhân viên y tế các công việc phục vụ, chăm sóc bệnh nhân và người nghi nhiễm. Mỗi robot có thể thay thế từ 3 đến 5 nhân viên y tế vận chuyển thức ăn, thuốc men, nhu yếu phẩm tới các buồng bệnh với trọng lượng tối đa từ 100 kg. Robot còn có thể thực hiện việc vận chuyển rác thải sinh hoạt, rác thải y tế, đồ giặt từ buồng bệnh ra khu tập kết và hỗ trợ giao tiếp từ xa giữa nhân viên y tế và bệnh nhân. Mọi hoạt động của hệ thống robot đều được điều khiển giám sát bởi trung tâm điều hành. Thế sau này thì chúng tôi sẽ phát triển ở mức độ nó cao hơn, tức là có thể là tự động di chuyển và kết nối rất nhiều robot với nhau trong từ một cái trạm điều khiển, và có thể là thay đổi cái chế độ hoạt động của robot theo một cái chương trình mà chúng ta mong muốn. Hiện robot đã được lắp đặt chạy thử nghiệm tại Bệnh viện Bắc Thăng Long, Hà Nội. Robot có khả năng phát hiện và tránh va chạm vật cản nhờ cảm biến gắn ở phía trước và sau. Robot làm việc liên tục 12 giờ và tự động tìm về trạm điện để sạc khi nguồn đã cạn. Một mặt là tránh được cái việc tiếp xúc trực tiếp, cho nên chúng ta sử dụng cái robot để thay thế con người. Và hơn nữa là cái công suất làm việc của robot sẽ tốt hơn và nhiều người sẽ không phải vào tiếp xúc với người bệnh. Cái giai đoạn 2 thì nó tiếp cận đến cái trình độ cao hơn, tức là robot thông minh, tự nó xây dựng cái bản đồ đó và nó hoạt động trong phạm vi đấy. Và các robot cũng phải tương tác với nhau. Nhân viên y tế có thể sử dụng trực tiếp nó chứ không cần phải trung tâm điều khiển. Hiện kết quả giai đoạn 1 của đề án nghiên cứu chế tạo robot hỗ trợ y tế đã được tổ chuyên gia đánh giá kiến nghị Bộ Y tế xem xét cho phép sử dụng tại các cơ sở cách ly. Đơn vị nghiên cứu cũng đã lên phương án chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ các điều kiện cho việc sản xuất robot với số lượng lớn. Chương trình xin được chuyển sang một số những thông tin đáng chú ý khác. Kịp thời nắm bắt nhu cầu của thị trường, anh Lê Minh Thuần, chủ nhiệm Hợp tác xã Nông nghiệp Mường Than, xã Mường Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đã chủ động xây dựng mô hình nuôi gà sạch. Sau một năm, mô hình không chỉ cho thu lãi mà còn tạo việc làm cho lao động, giúp người dân học hỏi kinh nghiệm, nhân rộng ra trên địa bàn. Trang trại này có quy mô gần 2 hectare, nằm thoải trên sườn đồi với gần 10.000 con gà. Anh Thuần đang cần mẫn hướng dẫn cán bộ kỹ thuật các biện pháp khử trùng, vệ sinh khu vực chuồng trại chăn nuôi để phòng chống dịch cúm A H5N1 và cúm A H5N6. Xuất phát từ ý tưởng là muốn cung cấp cho người dân địa phương một cái mặt sản phẩm nông sản sạch, mình đã sau khi nghỉ làm nhà nước mình đã mở trang trại gà sạch Mường Than nuôi con gà ta để cung cấp cho bà con địa phương có nguồn cung gà sạch ổn định và giá cả ổn định. Đầu năm 2019, được gia đình ủng hộ, anh Thuần đã mạnh dạn vay 300 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Do có sẵn đất đồi gần 2 hectare của gia đình, anh Thuần đã dùng tiền đầu tư xây dựng chuồng trại theo từng khu, quây lúa sắt bảo vệ và mua con giống thức ăn. Thường xuyên phun tiêu độc khử trùng trang trại, một tuần là 2 lần để đảm bảo trang trại không bị dịch bệnh. Gà bán ra thị trường là con gà sạch không bị dịch bệnh. Hiện tại trang trại gà sạch thả đồi của anh Thuần có khoảng 10.000 con gà, hơn tháng thì xuất bán một lứa từ 1.500 đến 2.000 con, khoảng 3 tấn. Trung bình mỗi năm anh nuôi được 10 lứa gà, đem lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng. Mô hình chăn nuôi gà ta thả đồi của anh Thuần không chỉ mang lại nguồn thu cho kinh tế gia đình mà còn góp phần tạo việc làm thường xuyên cho các lao động địa phương với mức thu nhập từ 4 đến 8 triệu đồng một tháng. Sau khi làm cho anh một năm thì mức lương và cuộc sống của chúng tôi tại đây cũng thấy ổn định. Có thời gian làm việc tại trang trại của anh Thuần đây, trang trại đã tạo điều kiện cho chúng tôi có công ăn việc làm. Đối với đoàn viên Lê Văn Thuần thì là một trong các đoàn viên tiêu biểu trong phát triển kinh tế trên địa bàn huyện. Với cách nghĩ là dám nghĩ dám làm thì đồng chí đã làm một cái mô hình nuôi gà sạch thả đồi và cũng bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao và tạo công ăn việc làm cho một số thanh niên người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.
Hiện nay anh Lê Minh Thuần đã tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Than Uyên và được vay 300 triệu đồng. Số tiền này anh Thuần dự định sẽ mở rộng quy mô chăn nuôi gà lên 3.000 con một lứa, đồng thời sẽ tập trung và đẩy mạnh xây dựng thương hiệu gà thả đồi sạch, an toàn. Từ đó góp phần tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho người lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương. Cụ thể hóa đề án tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2020, huyện Vị Xuyên đã và đang đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế nông lâm nghiệp bằng nhiều giải pháp hỗ trợ sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, qua đó góp phần từng bước nâng cao thu nhập cho người nông dân. Để các mô hình mang lại kết quả, huyện Vị Xuyên mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật đến từng nhóm hộ, tạo cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân mở rộng quy mô sản xuất. Nhờ đó, nhiều hộ đã đổi mới tư duy, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình trang trại, gia trại theo hướng đa canh, đa con, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, sản xuất, góp phần làm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Đến nay, huyện Vị Xuyên có trên 200 mô hình kinh tế nông nghiệp tổng hợp được tổng kết, đánh giá đạt hiệu quả cao như trồng mía, trồng rau an toàn trong nhà lưới, chăn nuôi trâu, bò hàng hóa, cá hồi, cá lồng, với giá trị sản xuất ước đạt khoảng 63 triệu đồng một hecta. Việc phát triển các mô hình kinh tế không những giải quyết việc làm cho lao động ở địa phương, tạo mối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, góp phần vào nâng cao thu nhập cho người nông dân. Thời gian tới, huyện Vị Xuyên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật, tạo liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm phát triển theo hướng bền vững. Tại bản Pa Sa Xá, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, tình trạng đá lăn từ trên vách núi xuống bản lại diễn ra, đe dọa tính mạng hơn 270 nhân khẩu thuộc 63 hộ dân trong bản. Tình trạng này đã diễn ra từ năm 2017, chủ yếu vào mùa mưa. Mới đây, sau trận mưa, một tảng đá lớn nặng hàng tấn đã lăn xuống, tơi trúng vào căn nhà của gia đình bà Quang Thị Choi, làm hư hỏng nhiều tài sản và lăn tiếp xuống nhà ông Quang Văn Sơn. Để xử lý tình trạng đá lăn, xã Pa Thơm đã triển khai bạt cơ, đào hào tạo tường chắn dài 120m nhằm ngăn đá lăn xuống bản. Tuy nhiên, biện pháp này chỉ là tạm thời. Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên cũng đã xây dựng phương án di rời 63 hộ dân của bản Pa Sa Xá ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, đá lăn. Nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện vì khu vực dự kiến di rời bản đến lại vướng vào rừng phòng hộ. Để gìn giữ và phát huy giá trị của di tích, cụm di tích trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành công văn số 946 về việc phê duyệt danh sách di tích xếp hạng cấp quốc gia, đầu tư tu bổ chống xuống cấp năm 2020 với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định bổ sung 9 di tích vào danh mục di tích được đầu tư tu bổ chống xuống cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020, nâng tổng số di tích được đầu tư tu bổ là 21 di tích, tổng kinh phí thực hiện gần 10 tỷ đồng, trong đó mức hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với các di tích cấp quốc gia là từ 200 đến 600 triệu đồng. Việc tu bổ này là nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của các di tích, đồng thời tạo tiền đề để các địa phương phát triển du lịch. Ngày 9 tháng 4, trên mạng xã hội lan truyền clip có nội dung một nhóm thanh niên tụ tập thành từng tốp bốc đầu đua xe quanh Hồ Gươm bất chấp lệnh cách ly, phản ánh vào khoảng 23 giờ đêm ngày 8 tháng 4 năm 2020. Việc tụ tập đua xe gây rối này vi phạm chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội. Về việc này, Chủ tịch UBND thành phố giao cho Giám đốc Công an thành phố, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh làm rõ, điều tra xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát, ngăn chặn các vi phạm tương tự. Kết quả thực hiện báo cáo Thành ủy UBND thành phố trước ngày 15 tháng 4 năm 2020. Thông tin trả lời báo chí theo quy định. Tối ngày 9 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố đối với Thái Xuân Hưng, 37 tuổi, trú tại thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, về hành vi chống người thi hành công vụ. Cụ thể, vào khoảng 1 giờ ngày 6 tháng 4, tại chốt số 5 phòng chống dịch bệnh COVID-19, trên đường tỉnh lộ 295B, giáp danh giữa xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, với khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Thái Xuân Hưng đã có hành vi chống đối, thách thức, cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng chức năng trong nhiều giờ đồng hồ. Được biết, Hưng nghiện rượu đã có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ. Cũng vào khoảng 17 giờ ngày 7 tháng 4, Nguyễn Văn Quýnh, 34 tuổi, trú tại thôn Thiểm Xuyên, xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong, đi qua chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại thôn Thiểm Xuyên, nhưng không đeo khẩu trang phòng dịch theo quy định.
Mặc dù lực lượng chức năng đã tuyên truyền nhắc nhở, nhưng Quýnh không những không chấp hành mà còn cố tình vi phạm, có lời lẽ xúc phạm và hành động chống đối. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.